Thưa bạc, Bồ Tát có ý nghĩa ra sao thưa bạc? Bồ Tát này nếu mà tính ra là gan dạ thôi chứ, gan dạ mà có cái tấm lòng trùm khắp. Vì thế mà ở Việt Nam có ông Thích Quảng Đức, Bồ Tát Thích Quảng Đức là ông gan dạ, ông tiêu thiêu thôi, ông là ông gan. Còn trong cái mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Phẩm Phổ Môn thì có Bồ Tát Quán Thế Âm: tầm kinh khắp ta bà thế giới, cứu nạn cứu khổ cho những người nào bị quan trái, là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là bà này. Sự thật Quán Thế Âm Bồ Tát đầu tiên ở với Đức Phật là người nam, nhưng mà muốn thân nam hiện thân nam, muốn hiện thân nữ thì hiện thân nữ. Hiện giờ chúng ta thờ là thờ Quán Thế Âm nữ, là thờ hiện thân. Quán Thế Âm nữ là hiện thân, chứ thời Đức Phật là người nam. Quán Thế Âm thời Đức Phật là người nam. Rồi con hỏi tiếp đi.